bạn cũng là chiếc pha súc cũng đang tăng tốc về cửa cảng các bạn thấy không, với một tốc độ rất là siêu tốc luôn các bạn, phải nói là siêu tốc của pha súc về cửa cảng rồi các bạn nha. Cái cảnh này là ghe là chạy nó bàn thì các bạn đều là khẩm tải nha các bạn, cá để rất là nhiều luôn các bạn nha, tại tranh thủ chạy về để sang cá cho chị kiếm hành trình mới các bạn nha. Đó thì mình cũng được chia sẻ với anh em những khung cảnh này là rất là hay và đẹp nè, chạy với tốc độ rất là khủng khiếp các bạn nha. Đó, chạy ghê không, cái dàn đèn pha màu xanh rất là nổi trội chưa. Đó, các bạn thấy xích, chạy xích có đen không, nó đang nạp ghê không, chạy tốc độ nghe dàn máy dàn ma chạy rất là lực luôn mọi không. Đó thì mình hy vọng anh em thì biết bao nhiêu mà đặt máy dàn ma bao nhiêu mã lực thì anh em mình cùng góp ý kiến cho mình luôn nha, bao nhiêu tour đồ thì chia sẻ với mình để cho mình để chia sẻ gì đúc kết kinh nghiệm để chia sẻ cho anh em một ngày một tốt hơn luôn nha. Có những cái cảnh ghe mà chạy tốc độ về là quay rất là phê luôn các bạn, bạn có chạy tốc độ phải nói là bên mình nói siêu tốc độ phải không. À, quá trời. Đó thì mình cũng chia sẻ cho anh em những khoảnh khắc ghe vào cơ cảng đẹp cho anh em mình xem, thì mục đích của cơ mình lưu giữ làm kỷ niệm, thì những lúc anh em đi ghe về cảnh gỗ với xem được những video thì có nhòn những thiếu sót thì anh em cũng góp ý kiến với mình luôn nha, để cho mình có động lực làm những video mới cho các bạn anh em cùng xem. Số điểm go là Ninh Thuận 903 99 904 36 TS phải không. Còn hơi xa bạn đọc nó chưa cứ gõ bạn nha, nó ghe tầm từ 15-16 mét ăn lên luôn không. Nó chạy tốc độ của nó mà độ rất là ác chạy cái cảng luôn nha. Ghe này chơi 5 dây đèn pha phải không. Thấy khẩm mẹp cái mũi các bạn hiểu đủ hiểu cá như thế nào các bạn nha. Đây nếu có để trên bon không, đây hồi mình quay gần cho lại gần sẽ chia sẻ với anh em. Nó ghe được sử dụng bóng đèn cảm áp luôn các bạn. Chạy kìa, đây là thật đã các bạn nha. Dừng từ xa chạy nguyên con cho các bạn xem ghe của anh Hoàng các bạn nha, Ngọc Hoàng 97 đã về tới cửa cảng La Ghi các bạn nha. Và sử dụng đèn led đèn cao áp luôn rồi không, sang kè ăn nhau luôn. Đó, ghe này cũng chưa có lên sửa sơn sửa luôn các bạn nha. Dán ghe chạy bạn thấy ớn ăn không, động cơ dàn ma chạy rất là ấm các bạn nha. Tới cửa cảng rồi nha, thì anh em vô xem khi mà con sang cá xong xuôi thì nghỉ ngơi, vô xem video và góp ý kiến cho mình luôn nha, để cho mình có động lực ra những video mới cho anh em mình xem. Lù lù tuốt trong hơn nữa cửa cảng nữa các bạn, nó là quá tuyệt vời luôn. Thì khung cảnh ngoài cửa cảng cũng có một số ghe đậu ra sang cá bạn ơi, cũng một số ghe cũng tha súc cũng đang tăng tốc về cửa cảng các bạn ha. Này của Cà Ná và của Khánh Hòa các bạn nha, nó hơi xa nó gung gung xíu dung lại gần nó gung gung, anh em có thông cảm rồi luôn nha, cũng tăng tốc cũng ớn lắm nha, chạy cái là có đen ít hơn chiếc pha súc của Khánh Hòa nãy của Cà Ná nãy các bạn nha. Này mặt ghe này mở lớn quá rất là đẹp luôn, ghe này tầm từ 7 mét nặng lên các bạn nha. Ghe này từ 16-17 mét luôn các bạn, đang lên cho hô nhỏ luôn nha, về ngàn 4 mét mấy các bạn. Nó đang tăng tốc về con thao ghe của Khánh Hòa, mặt ghe mở rất là lớn và đẹp luôn thấy không. Đó, Khánh Hòa này số điểm go là 91
414TS luôn nha, quá tuyệt vời luôn các bạn thấy không? Đó, vàng pha căng rồi còn để nguyên các bạn nha. Khánh Hòa sử dụng đèn pha cho màu xanh nha, đẹp với màu ghe các bạn thấy không? Đó, đều là sử dụng dạng đèn led các bạn nha. Thì anh em 79 về đây làm ăn phát tài phát đạt luôn nha. Thì khi mà về cửa cảng nghỉ ngơi thì anh em có xem được những video của mình thì vô ủng hộ góp ý kiến cho mình luôn nha. Thì anh em 79 này cũng đặt nghe của anh em đặt máy gì thì vô góp ý kiến cho mình luôn nha. Bao nhiêu tua và công suất mã lực của nó thì anh em cũng góp ý kiến cho mình để sau này mình tiện chia sẻ với anh em một cách thiết thực luôn nha. Thì mình là chân thành cảm ơn tất cả anh em đã góp ý kiến cho mình, cho kênh mình trong suốt thời gian qua rất là nhiều luôn. Thì mình cũng hy vọng anh em hãy luôn đồng hành cùng kênh, hãy luôn chia sẻ cho kênh mình nó được phát triển hơn một chút xíu nữa các bạn nha. Họ dán nghe vô rất là phong độ bạn thấy không? Đó, anh em 79 đã về tới cửa cảng Lagi các bạn. Đó, thấy cabin để dài nguyên một dàn đèn led rất là kinh khủng các bạn ha. Ba mạng kích điện trên chốt cabin các bạn thấy không? Đó, mỗi một ghe thì trang bị đèn nhiều ít khác nhau các bạn nha. Đó, thì mình cũng chia sẻ cho anh em mình xem những mẫu ghe và khoảnh khắc ghe ra vào cửa cảng đẹp cho anh em mình xem. Nó xuồng cải cá cũng chạy tấp nập ra ngoài cửa cảng luôn các bạn. Đó, thì mình cũng luôn chia sẻ và lưu giữ những khoảnh khắc cho ghe của anh em về một cách đẹp nhất và tuyệt vời nhất để cho anh em khi mà lên kênh của mình xem thì thấy ghe mình về nó phong độ như thế nào nha. Đó, thấy đạp ghê không, vô thuốc trong mà anh em Khánh Hòa cũng vẫn còn đạp ga mà thấy không. Đó, dán ghe khoảng ở phía sau nhìn rất là chuẩn đẹp luôn. Nó xa xa ngoài cũng là một chiếc pha xúc về này bạn không, nó tăng tốc khủng khiếp không, nó ghe nào về đây cũng chạy tốc độ chứ bạn. Nói chung hôm nay ngoài cửa cảng mà giờ này gió mấy nữa, gió lớn các bạn, nhưng mà sóng thì nó ít nha. Bạn thấy ngoài cửa cảng không có sóng gió lăn tăn, ghe chạy rất là tốc độ các bạn. Đó, này chiếc của Cà Ná các bạn nha. Chạy quá trời, khẩm mẹp cái mũi liệt liệt phía trước rồi, các bạn thấy đủ hiểu là bao nhiêu vỏ nha. Ghe cũng tầm 15 mét đổ lại các bạn, ghe 4 mét mấy các bạn. Đó, chạy ghe tốc độ rất là ác luôn các bạn không. Đó, gặp lại ghe của Hằng các bạn ơi, gặp lại ghe của Bảo Hằng bạn ơi, số niêm rồ là 90203TS nè. Bữa nó về là ngàn mấy vỏ mà bữa nay về cũng ngàn mấy chắc luôn mà, khẩm mềm luôn bạn không. Nó vàng pha vàng căng còn để nguyên bạn. Nên là cái mùa này Bảo Hằng làm ăn thấy vô mánh bạn không. Đó, thực lại khẩm mềm nó chạy liệt bạn không. Đó, cái đại trình bon không biết nha, là để còn để trong hầm các bạn. Các bạn thấy vàng đèn led không, chơi hai vàng mà thấy không, vàng bóng lớn vàng bóng nhỏ bạn, cá còn để dưới hầm các bạn. Nên anh em cũng đã lú đầu và chuẩn bị sang cá qua xuồng đó các bạn. Đó, thấy không? Chơi hai vàng như đánh bắt cá nó mới là đạt hiệu quả bạn không, nó vòng vòng cabin bạn không, đúng lực ha. Máy văn mà đúng lực chạy về thì cứ cả nhìn rất là êm luôn các bạn, chạy máy tiếng máy chạy rất là ấm luôn. Đó, anh em 85 về đây cảng sức khỏe luôn nha. Đó, mà ảnh về sang cá xong xuôi là lấy đá lạnh một ít lương thực nữa là bắt đầu là ảnh cho đi những chuyến tiếp theo luôn các bạn. Nó thì kênh mình cũng chia sẻ khoảnh khắc ghe vào của cảng thôi các bạn nha. Thì anh em nào yêu mến kênh mình hãy ủng hộ cho mình. Còn cái vụ mà đánh bắt ngoài khơi xa thì mình không có đi được các bạn, do mình sẽ sống nha.
anh em cũng thông cảm cho mình. Thì ghe của cô chú anh chị em nào còn thiếu bạn đi hay vô cũng vô comment phía dưới để cho mình giới thiệu anh em bạn bè cùng đi luôn nha. Bây giờ anh em mình có công việc làm mà mình cũng có những video mới cho anh em mình xem. Đó, thì video mình cũng kết thúc tại đây các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video mới của kênh Bình Thuận Dấu Yêu nha. Cảm ơn tất cả mọi người luôn ủng hộ và thương yêu kênh Bình Thuận Dấu Yêu.